Xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Cuộc sống đa diện. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của Bích Phượng với hai vị khách đặc biệt. Chúng tôi sẽ nói về diễn đàn Con Dân Chúa. Đây là một tổ chức rất là đặc biệt vào ngày Chủ nhật 23 tháng 6 và có hai phần. Đầu tiên thì từ 12 giờ đến 4 giờ và phần thứ hai là từ 5 giờ cho đến 8 giờ rưỡi tối. Phần 1 thì cái đề tài là sống bởi đức tin, kính Chúa yêu người. Còn từ lúc mà 5 giờ cho đến 8 giờ rưỡi thì sẽ có dòng nhạc Vũ Đức Nghiêm và câu chuyện về mái ấm gia đình. Và nói về nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm thì có lẽ là chúng ta không ai mà không nhớ đến một nhạc phẩm rất là nổi tiếng, đó là bài Gọi Người Yêu Dấu. Và Bích Phượng xin nói sơ qua tí xíu về tiểu sử của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Được biết ông sinh ngày 30 tháng 6 năm 1930 tại làng Hoành Nha, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông là con thứ trong một gia đình tin kính Chúa, say mê âm nhạc từ nhỏ và bắt đầu sáng tác ca khúc năm 17 tuổi. Bài thánh ca đầu tiên do nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sáng tác đó là bài Đêm Đông Xưa, được sáng tác vào mùa Giáng sinh năm 1947. Được biết là năm 1951, ông gia nhập quân ngũ, học khóa 1, trường sĩ quan trừ bị Nam Định, cùng khóa với cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Sau khi đất nước chia đôi năm 1954 thì nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm vào miền Nam và phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975 thì nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm bị bắt đi học tập cải tạo suốt 13 năm. Vào cuối năm 1990, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và gia đình sang Hoa Kỳ theo diện HO. Nhiều người biết nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm qua những bản tình ca nổi tiếng của ông như là hồi nãy Phượng nói là bài Gọi Người Yêu Dấu, rồi Trong Ngục Tù Bao La vân vân. Tuy nhiên, phần lớn thì các tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm là thánh ca và những bài ca để tôn ngợi Chúa mà ông gọi là tôn vinh ca. Thưa quý vị, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm cũng sáng tác một số ca khúc thuộc đề tài chính trị như quân nhạc và một số ca khúc trong thời gian ông bị cải tạo. Và cuối cùng, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm về với Chúa vào ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại San Jose, California, hưởng thọ 87 tuổi. Và ngày hôm nay thì Bích Phượng xin hân hạnh giới thiệu người ngồi ở giữa, đó là giáo sư Vũ Bạch Cúc, là cựu giáo sư trung học Việt Nam và California. Bích Phượng xin mến chào giáo sư Bạch Cúc. Thân ái chào Bích Phượng và kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV. Và Bích Phượng xin mến chào cô Nguyễn Thanh Thủy, là cựu tù chính trị, chỉ huy biệt đội Thiên Nga, Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, Bích Phượng xin kính chào cô Bích Phượng. Dạ, kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV. Dạ, trước hết á, thì mình nói về cái phần 1 trong cái buổi 23 tháng 6 này, đề tài sống bởi đức tin, kính Chúa yêu người. Cảm ơn Bích Phượng. Phần đầu là từ 1 giờ đến 4 giờ chiều của ngày Chủ nhật 23 tháng 6 thì chúng tôi coi đó là một buổi nhóm thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời, cũng như những buổi nhóm Chủ nhật của các nhà thờ mỗi Chủ nhật. Thì trong buổi nhóm này chúng tôi có mời được 6 diễn giả sẽ trình bày những chủ đề mà chủ đề chính là sống bởi đức tin, kính Chúa yêu người ạ. Dạ, anh Bích Phượng thấy có mục sư Phan Thanh Bình, bà Văn Nguyễn Ái Liên, mục sư Phạm Đắc Tuấn, bác sĩ Châu Ngọc Hiệp, mục sư Vũ Tông Kính, giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình, giáo sư Vũ Bạch Cúc là cơ rồi, và đồng thời có cơ Nguyễn Thanh Thủy. Bích Phượng thấy là có các đề tài giảng luận mà mỗi đề tài sẽ được giảng 20 phút, đó là kính mến Chúa và yêu người, rồi đức tin lớn của mọi phụ nữ không tên, về quê cha, kho tàng trong chậu đất, bàn chân đẹp của người rao giảng tin lành, và đừng để mình trúng kế ma quỷ. Wow, đọc những đề tài này Bích Phượng cảm thấy hình như đây là những đề tài mà con người chúng ta đang muốn tìm hiểu và muốn nhớ lại và muốn được nghe. Bởi vì bây giờ cái xã hội thì Phượng thấy phải nói là có quá nhiều thứ để mà mình bị stress, phải không ạ? Dạ vâng, quả đúng như vậy. Thưa Bích Phượng và thưa quý vị khán thính giả, như Bích Phượng vừa nói rất đúng là giữa cái hoàn cảnh của thế giới ngày nay xáo trộn, chiến tranh,
Rồi ngay tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta đương dung thân cũng có những cái vụ lộn xộn, và đặc biệt là chúng tôi thấy giữa vòng con dân Chúa cũng có nhiều sự việc làm cho đức tin của phần lớn nhiều người cũng càng bị ảnh hưởng và giảm yếu đi. Và họ khao khát một cái điều gì thật là tươi mới. Cho nên là các anh chị em chúng tôi họp lại với nhau, gồm có những diễn giả và các con dân Chúa không phân biệt giáo phái nào cả. Yeah. Chúng tôi mong ước buổi tổ chức này sẽ được các quý vị con dân Chúa ở khắp nơi về tham dự đông đủ để chúng ta cùng hát tôn vinh Chúa qua những bài sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm xen vào những bài giảng của 6 vị diễn giả mà Bích Phượng vừa trình bày ạ. Dạ, yeah. Thì đó là phần 1. Cô Thanh Thủy có thể cho Phượng biết là những cái một cái kỷ niệm nào mà cô cùng với cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm có? Dạ, tôi xin thưa với cô Bích Phượng và cũng như quý vị khán thính giả của đài Dự Phép TV, là tôi với nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đó, yeah, là bạn tù. À. Tại vì tôi cũng ở 13 năm, yeah, cho nên tôi biết cái lúc mà ông ở tù đó, thì một là nó rất là khổ, yeah, nhưng mà cái niềm tin, đức tin về Chúa đó, thì lúc nào nhạc sĩ cũng có ở trong lòng. Yeah. Và ngoài cầu nguyện thì nhạc sĩ sáng tác ra được nhiều bản nhạc đó, yeah, tới ngày hôm nay vẫn còn. Thứ hai là nhạc sĩ đối với bạn thì rất là tốt, yeah, tại vì cái người của Tin Lành rồi mà là một người có đức tin mạnh, cho nên cách đối xử với anh em rất là nhẹ nhàng trong, yeah, tù. Đó là những cái đó, cho nên khi ra ngoài này thì chúng tôi với cô Bạch Cúc ở cùng chung một nhà thờ, đó, đi cùng nhà thờ, cho nên khi cô Bạch Cúc đưa ra cái ý kiến là sẽ tưởng niệm nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đó, yeah, đó thì tôi nói ngoài cái đó thì các mục sư rồi ngồi lại là mới nói là làm luôn cái chương trình, yeah, mà con dân Chúa đó, để đức tin, yeah, những đàn con dân Chúa đức tin thì muốn truyền lại và cái đức tin và đức tin Chúa đó, ấy mà kính yêu Chúa luôn, yeah, và rao thời gian thì 6 mục sư đó là mỗi mục sư á là khác nhau, ở các tiểu bang khác nhau hết á, yeah, mà tôi biết là trong đó đó là có những người bạn rất là thân với nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, cũng là mục sư, rồi có những người thân và con cháu của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, yeah, trong đó này, cùng với những cái ca sĩ nổi tiếng, yeah, bên đạo nhiều, yeah, là để hát. Yeah. Yeah. Thưa quý vị, Bích Phượng được biết là chương trình sẽ được tổ chức ở QD Venue ở trên đường Garden Road, ở gần góc đường Beach, và ở chỗ này thì Bích Phượng cũng có ghé qua, rất là lớn, với khoảng mấy trăm người luôn. Được thấy đây đề vào cửa tự do, không cần ghi danh. Thì xin mời cô Cúc và cô Thủy có thể cho biết thêm chi tiết. Dạ, về cái phần mà vào cửa tự do, yeah, thì chúng tôi có xin là báo trước cho chúng tôi đó, vậy là tại vì chúng tôi muốn là xếp chỗ ngồi cho đầy đủ. Yeah. Thứ hai là cái vấn đề là khi nước đó là chúng tôi miễn phí, là free hết, okay, là khỏi mang nước vô. Yeah. Thứ ba là trong cái giờ từ 4 giờ tới 5 giờ để dự cái chương trình thì chúng tôi có thức ăn nhẹ. Cho nên chúng tôi muốn biết cái số người đó, yeah, với cái chỗ ngồi để chúng tôi sắp xếp cho nó dễ. Như vậy là không cần mua vé? Dạ không. Nhưng mà mình, yeah, cũng gọi trước để mà ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngồi. Dạ, yeah, yeah, là biết, okay, cái số người đó để, yeah, chúng tôi sắp xếp. Đó, ok. Yeah. Wow. Thì cô Bạch Cúc có, em biết là khi mà cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm không còn nữa thì chắc là cô Bạch Cúc cùng với gia đình cũng rất là thương nhớ. Và cô có thể chia biết cảm tưởng của cô. Dạ, cảm ơn Bích Phượng. Dĩ nhiên là, thưa quý vị, tôi là em út, anh Nghiêm là anh thứ nhì của tôi. Cho nên như Bích Phượng nói vậy, cuộc chia ly nào cũng đau đớn hết. Và khi anh tôi sang đây thì chuyên chú vào sáng tác những bài hát tôn vinh Chúa, vì anh nhớ ơn Chúa trong thời gian tù ngục 13 năm đó. Giữa lúc mà anh kề cận với sự chết vì bị đói, rồi bị đi lao động khó khổ nhọc, và rồi bị biệt giam,
cụm chân, cho nên nhiều lúc anh tôi chỉ muốn có thể là gần kề với cái chết lắm rồi, yeah. Và rất tuyệt vọng. Nhưng ánh sáng đức tin mà anh đã từng có và ảnh hưởng của gia đình đã khiến anh kêu cầu Chúa rằng: Chúa ơi, xin cứu con. Và từ đó anh có được một nghị lực rất mạnh, và anh đã sống bởi đức tin đó. Cho nên chúng tôi tháng này là anh Nghiêm được 94 tuổi ngày 30 tháng 6, và anh cũng về với Chúa được 7 năm nay mà miền Nam Cali chưa có dịp nào để chúng ta tưởng nhớ anh. Cho nên là chúng tôi bảo dạ tổ chức cái ngày 23 tháng 6 này để thứ nhất từ 1 giờ trưa là chúng ta tôn vinh thờ phượng Chúa với 6 bài giảng của 6 diễn giả dựa trên căn bản là lời của Chúa, và xen vào mỗi diễn giả thì có những bài hát tôn vinh Chúa ạ. Dạ. Em cảm ơn cô Bạch Cứu và cô Thanh Thủy rất nhiều. Một lần nữa thì Bích Phượng xin nhắc lại ngày Chủ nhật 23 tháng 6 vào lúc 12 giờ trưa cho tới 4 giờ và phần thứ hai thì từ 5 giờ cho đến 8 giờ rưỡi chiều, 8 giờ rưỡi tối. Và bất cứ mọi thắc mắc gọi đến ban tổ chức để ghi danh để có chỗ ngồi tốt, và quý vị không có phải mua vé. Bích Phượng cảm thấy rất là ấm áp về sống bởi đức tin, kính Chúa yêu người, về một người nhạc sĩ tuy đã qua đời rồi nhưng mà để lại cho đời biết bao nhiêu tác phẩm, những nhạc phẩm về đời, về đạo, những bài thánh ca có thể chữa lành những cái gì trong tâm hồn của mình, những sự đau buồn vân vân. Thì đó là dòng nhạc Vũ Đức Nghiêm và câu chuyện về mái ấm gia đình. Xin mời cô Cúc và cô Thanh Thủy nói vài lời cuối trước khi chúng ta chia tay. Trước hết thì mời cô Thanh Thủy. Thưa kính chào cô Bích Phượng và kính chào quý vị khán thính giả của Đại Diện Phép TV. Thì là tôi xin mời là tất cả đồng hương hải ngoại ở đây không phân biệt tôn giáo đó, là cứ đến là chúng tôi giang tay đón mừng để cho nghe được cái phần nhạc và cái phần hội luận đó của tất cả các mục sư tới dự. Xin kính chào. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi rất ao ước được gặp mặt quý vị đồng hương người Việt Nam của chúng ta trong vùng Orange County và ở các nơi khác đổ xô về nhân dịp này. Chúng tôi rất hân hoan, kính mời quý vị đến tham dự. Nếu được cả hai buổi thì càng tốt, mà nếu không thì xin quý vị chọn một buổi, buổi trưa hoặc buổi chiều đến để cùng thờ phượng Chúa với các anh chị em chúng ta, nghe lời Kinh Thánh. Và quý vị vốn đã yêu dòng nhạc Vũ Đức Nghiêm, xin đến để chúng tôi sẽ được trình bày những ca khúc của Vũ Đức Nghiêm qua từng giai đoạn sáng tác của anh lúc còn trẻ tuổi, lúc vào quân đội, rồi những tình yêu lãng mạn, và cuối cùng 13 năm ngục tù đã khiến Vũ Đức Nghiêm viết nên những ca khúc tôn vinh Chúa để nhớ ơn Ngài và khuyến khích các anh chị em giữ vững lòng tin Chúa trong mọi hoàn cảnh. Rất mong được gặp quý vị khán thính giả và kính chào quý vị. Bích Phượng và Việt Phê CV cũng mong là ngày 23 tháng 6 Chủ nhật này thì mọi người sẽ đến thật đông để cùng nhau hướng về một người nhạc sĩ tài hoa, tuy là đã ra đi nhưng mà để lại cho đời biết bao nhiêu kỷ niệm và những tác phẩm giá trị. Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và xin hẹn Cuộc Sống Đại Diện kỳ tới. Kính chào tạm biệt. Kính chào quý vị khán thính giả.